chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Hai Bảo. Thì tối ngày hôm nay Bảo sẽ làm một chương trình rất là tuyệt vời cho anh chị luôn, chương trình Big Sale xa le máy rửa xe với giá tốt nhất hiện tại nhá. Bảo có thể bán cho quý anh chị mình có thể là mua ủng hộ Bảo luôn. Thì bây giờ bên cửa hàng Bảo là Bảo toàn đây là cùng với mấy sản phẩm máy rửa xe gia đình có này, mình thích rất là nhiều nha, giá rẻ này, giá tầm trung cao cấp hơn một tí là nó sẽ có những con mà xài cho thường, xài chuyên nghiệp, rửa xe kiếm tiền nha. Thì nên Bảo có rất là nhiều. Thì bây giờ Bảo sẽ giới thiệu từng máy cho anh chị xem với mức giá tối ngày hôm nay. Anh chị nào có nhu cầu á thì mình có thể là mua sử dụng luôn. Rồi trước tiên là Bảo sẽ vào những con mà giá tầm thấp cho quý anh chị mình xài gia đình này, rất nhỏ nhắn xinh xắn. Thì mình lấy con thương hiệu Forman này, bảo hành chính hãng là 1 năm, với mức giá tối ngày hôm nay nó chỉ rơi vào tầm giá là 1.150.000 thôi. Đi kèm máy á, là dây 7m, súng áp lớn cực kỳ luôn, bảo hành là 1 năm cho anh chị xài đó. Con này có chỉnh áp nha, có chỉnh áp nha. Rồi công suất thì con này 2000W, thương hiệu là Game Money, là thương hiệu của Đức, nhưng mà nhà máy nó nằm tại Trung Quốc anh chị ạ. Có chỉnh áp là tuyệt vời lắm, có 1.150.000 thôi, dây 7m, súng cao áp đó. Con đầu tiên đầu vào đầu ra đầy đủ, thiết kế rất là nhỏ nhắn xinh xắn nha. Trọng lượng máy thì con này rơi vào tầm 7kg đó, anh chị nào mà lớn tuổi thì mình leo lầu thì sắm con này tuyệt vời. Áp lúc mà mình test thì tầm 10-15 áp nha đó. Rồi tiếp theo là con thứ hai, con này là Yukui S7, công suất của nó là 2800W, bảo hành 1 năm, là con màu xanh nha. Dây của em nó là dài 15m luôn, dây con này khủng khiếp lắm, bảo bán rất là nhiều. Có chỉnh áp này, lực test máy thì con này áp của nó lên đến là 200 áp luôn, rất là mạnh nha. Con máy này là rửa máy lành thì tất cả những con đây đều rửa được, nhưng những con này nó chuyên rửa máy lành hơn. Thì bảo đã có làm clip cho anh chị xem rồi. Dây nguồn dài 15m đi kèm là bình bọc tuyết này đó, một cái nối dài đó, súng cao áp. Thế thôi là con thứ hai Yukui. Rồi tiếp theo là mình qua con Osaka Japan, con này là dây là cục 15m, bảo hành 1 năm, đồng hồ chỉnh áp này, công suất lên đến là 2800W, với mức giá tối ngày hôm nay anh chị mua, bình thường mua là giá tăng nha, giá tăng là 1.550.000 tối ngày hôm nay, nó chỉ còn 1.450 thôi đó. Em quay gần vào một tí xíu cho anh chị xem kết cấu máy, gờ le đập lập này, đầu piston lớn này, lúc mà test áp lên đến là hơn 200 nha. Thì anh chị xài con này rất là mạnh luôn. Đó, Osaka Japan, thương hiệu Nhật, nhưng mà sản xuất lắp đặt vẫn là tại Trung Quốc luôn. Đó, có chỉnh áp, đồng hồ có dầu cắt điện bên trong hết nha, gờ la chống trực quá tải hết luôn. Dạ không cô, dạ con đang quay clip á, có gì ủng hộ sau cô nha. Rồi tiếp theo là con máy thứ tư. Con máy thứ tư là con Boston, thương hiệu là USA nha. Con này thương hiệu Mỹ nhưng mà sản xuất lắp đặt Trung Quốc luôn. Đó, con này công suất nhỏ nhắn xinh xắn là 2.400 nha, giá rất là rẻ luôn. Con này á, dây 15m, đầu nối dài, bình bọt tuyết đó, 1.450.000 thôi, quá rẻ luôn. Đó, con này có chỉnh áp nha, màu cam khá là đẹp luôn. Ampe áp là quá đà cho một con máy Boston như thế này, thương hiệu Mỹ nha. Đó, có chỉnh áp. Rồi với mức giá tối ngày hôm nay cũng được giảm giá rất là sâu cho anh chị xài. Đó, một mức giá rất là tốt cho thương hiệu Boston, thương hiệu Mỹ nha. 2400W có 1.450.000. Rồi mình qua con thứ năm. Con này thì cũng là thương hiệu Boston, có chỉnh áp này. Đó, nó có đầu vào đầu ra piston lớn, dây dài 15m. Thì tối ngày hôm nay Bảo giới thiệu thì anh chị xem cho nó kỹ dây nguồn nha. Còn tất cả những con máy này bảo hành 1 năm hết cho anh chị luôn. Tí con nào 6 tháng bảo báo sau. Rồi Boston 2800W. Con này thì anh chị xài hai con này á, 2800W mà chênh lệch với con này có 100.000. Theo Bảo thì Bảo vẫn thích con 2800 xịt xe này, với là rửa rong rêu con này sướng vô cùng luôn. Đó, rất là mạnh. Áp thì lúc mà mình test lên đến là 15 áp, nhưng mà tối đa của nó là có thể là đạt đến 200 áp luôn. Đó, con này là T1 Pro Boston nha. Con này công suất 2800, dây 15m, súng lớn, đầu nối dài, tặng kèm là 20. Rồi tiếp theo mình qua một con mà Bảo bán cũng khá là nhiều nhưng Bảo chưa có làm clip. Thì con máy này là thương hiệu Ucan này. Công suất con này thì Bảo xem bao nhiêu đây. Công suất con này là 2600W nha. Bát của nó cũng lên đến là
200 áp, đó đầu vào đầu ra, đó có chỉnh áp nha. Con này dây nguồn cũng dài 15 mét luôn, đó dây súng xịt nha là 15 mét bảo hành 1 năm. Tối ngày hôm nay 1790 giảm còn 1.650.000 là quá tốt cho con thứ 6 này. Rồi bảo báo giá nó nhanh, tại số lượng hôm nay nó nhiều máy lắm, anh chị tha hồ mà chọn luôn. Mua thì được bảo hành những con máy này 1 năm. Rồi tiếp theo là Ergen, con này á thì ngày trước bảo bà bán nhiều lắm đó, giá bây giờ anh chị mua là phải 2 triệu một con như thế này. Tối ngày hôm nay bảo cục giảm giá con này là Ergen nha, Ergen á, con này là tối ngày hôm nay được giảm giá còn 1.850.000, có chỉnh áp này. Con này nặng nha, con này trọng lượng máy á, là gần 12 kg, 11.6 kg, 11.5 kg nha, dây dài 12 mét, đồng hồ chỉnh áp, bảo hành chính hãng 1 năm. Đó, con này dây hình như dây 10 thôi, dây 10 bảo nó nhầm nha, dây 10 mét thôi. Đó, bảo hành 1 năm là Ergen. Rồi, mình lại qua tiếp một con máy. Con này là bốt công suất 2.800W, giờ giá của nó là 2.1 triệu, bốt Nhật nha. Hàng tăng giá thì bảo cục tăng theo thôi. Đó, bốt Nhật nha, thương hiệu bốt Nhật. Con này thì dây dài 12 mét nè, bảo hành 1 năm. Con này thì anh chị thấy gờ le đập lập này, có chỉnh áp này, đầu vào đầu ra thì nói chung là những con này nó chung nhà máy thì nó cũng tương tự giống nhau. Nhưng mà hai con này á thì bảo vẫn thích mua con này Ergen này, vì thứ nhất là nó rẻ hơn, nó cũng chung nhà máy thì anh chị tùy thôi. Nếu mà mình thích màu vàng bốt Nhật thì mình lấy con này, con này cục Ergen nhưng mà thương hiệu Nhật giống nhau nha. Dây con này thì dài 12 mét, súng lớn đó, đi kèm vậy thôi nha. Rồi mức giá là 2 triệu cho con bốt Nhật này. Rồi tiếp theo mình sẽ qua con Decton 2.800W nha. Giờ những con này thì giá cao rất là nhiều, nhưng mà bảo cố gắng làm mức giá ở mức giá tốt nhất thôi. Đó, anh chị mua con 2.800 này trọng lượng máy là 11.5 kg nè, 2.800W, dây dài 12 mét. Tối ngày hôm nay bảo tính cho là 2.050.000, có chỉnh áp này, đầu vào đầu ra lớn, bảo hành chính hãng 6 tháng của Decton. Đó là con đầu tiên 2.800. Còn nếu anh chị thích hầm gỗ hơn, to hơn, có gờ le chống giật nằm ngoài, gờ le an toàn hơn một tí xíu, mình lấy cho bảo con 2950, công suất là 2.950W. Con này nặng 12 kg nha, đó công suất lớn này. Bát của nó thì mình xịt tối đa là 20 bát thôi, nhưng mà bảo test thì nó có thể lên đến là 250, 240, nhưng mà anh chị xài chuẩn nhất là 200 bát là chuẩn nhất. Dây con máy 2950 này cũng là 12 mét, đó tặng bình bột tuyết, súng cao áp nha, với mức giá tối ngày hôm nay 2.450.000. Rồi bảo lại qua tiếp qua con này là giảm sâu nha, con này là Sasuke, con này là Sasuke Nhật nha. Con này ngày trước bảo bán là 3.500.000, nhưng mà tối ngày hôm nay bảo còn con này hình như đâu đó là 3 con thôi. Anh chị mua con này á, thương hiệu con chó sói nha. Sasuke là chạy rất là trâu bò luôn, trọng lượng máy là 13 kg mấy, gần 14 kg đó. Anh chị mua thì với mức giá 3.500.000 tối ngày hôm nay giảm sâu con này còn 2.800.000, bảo hành riêng con này 18 tháng, bảo hành 18 tháng nha. Công suất con này là lên đến là 3.200W, trời ơi, một công suất phải nói là thứ dữ trong máy rửa xe luôn. Đó, con này là lực hút nước là 183, nhưng mà bảo test nó cũng lên đến là 200 bát luôn. Dây con này là dây lớn nha, đặc biệt dây 10 mét mà nó to hơn những con này nha. Đó, dây cỡ lớn rồi, con này là dòng cao cấp, bảo hành 18 tháng, là thương hiệu Sasuke, bảo bán rất là nhiều, thương hiệu Sasuke Nhật nha. Rồi tiếp theo là bảo lên những con máy mà nó thích hợp cho anh chị xài, nó ok hơn một tí xíu thì mình lấy con rửa xe đầy này, nó tiền lời hơn. Dây nó to này, dây con này thì đợt này hình như về chắc 15 mét à, dây tầm 15 mét rửa xe đầy. Model của máy là EW. Con này cái model của máy đâu rồi, để bảo nhìn cái nha. À, con này là CWR 3.000 nha. Con này công suất của nó là 3.000W, lực tối đa của nó là 183, Decton bảo hành chính hãng 6 tháng. Thương hiệu này á thì bảo hành hơi thấp một tí xíu đó, nhưng mà anh chị thích xe đầy thì mình cứ sắm con này, đẩy đi đẩy lại, xịt rong rêu các kiểu, con này thoải mái. Với mức giá 3.700.000 tối ngày hôm nay, bảo cùng tính cho anh chị mình có 3.500.000, khá là rẻ luôn. Đó, CB Gle ngoài, có chỉnh áp này, dây dài con này 15 mét, dây lớn, đi kèm là có bình bột tuyết, thế thôi.
đó. Rồi mình lên ba con cuối cùng thì mình có thể là sắm để mình rửa sai kiếm tiền, thì mình sắm những con này ok. À, con này rửa sai kiếm tiền được này, Sasuke nha anh chị nha, bảo hành 18 tháng khỏi lo hư. Còn đất tông thì cứ 6 tháng đều đều hết anh chị ạ. Rồi tiếp theo là con này là 2300 đất tông. Cái phần đầu này thì con này đầu rời nha, đầu bằng đồng này, đầu bằng đồng thì chất lượng nó tốt, vỏ gờ la tự tác hết. Motor tối ngày hôm nay là tự hút nước hết nha, nên là anh chị về không cần mồi đâu. Đó con này với mức giá tối ngày hôm nay, anh chị xem giá tăng á, thì nó 4.4 triệu lần. Đó, nhưng mà tối ngày hôm nay bảo cục để cho anh chị chỉ có 4.2 triệu thôi. Dây con này đặc biệt là dây 15m, có bình bọt tuyết lớn luôn, bình bọt tuyết lớn nha. Đó, đi kèm là súng là đầu bát sắt. Đầu bát sắt anh chị nhớ giúp bảo là đầu bát như thế này nè. Đó, súng lớn là đi kèm là 4 đầu. À, 2 đầu. 2 đầu nha, bảo nhầm, 2 đầu thôi. Đó, con này là súng nhựa, xài đầu bát sắt nó tốt hơn, 4.200.000. Rồi mình cao cấp hơn tí thì mình sắm cho bảo con khung nhôm. Con này là 2350. Mức giá là giờ là 4.600.000, nhưng mà bảo cục giảm cho anh chỉ còn 4.500.000 thôi. Con này cũng là dây 15m, bình bọt tuyết lớn 1 lít nè. Đó, đi kèm là con này 4 đầu bát kế bên, anh chị thấy không? 4 đầu bát sắt, mình xài rất là đà. Súng này, súng của nó nha. Ba con máy cuối cùng này là súng này không, súng cao áp tô. Đó, mức giá con này giảm khá là sâu, có chỉnh áp nè. Đầu là đầu rời, đầu đồng. Đó, có gờ la từ ngát luôn, 4.500.000. Con máy đất tông 2350. Rồi, cao cấp hơn một tí xíu nữa thì anh chị xài công trình nhiều, xịt xe tải các kiểu thì anh chị sắm cho bảo một con máy rửa xe đầy nhá. Con này là model của máy là DK HPW2500. Thì con này là dữ nhất tối ngày hôm nay bảo giới thiệu rồi. Đó, cái phần đầu rời á, nó sẽ to hơn con này một tí xíu, nó mạnh áp hơn. Đó, bên trong á thì nó là bằng đồng, có gờ la từ ngắt, xe đầy cao cấp, cũng đầu bếp đi kèm. Đi kèm thì dây cục là 15m, súng cao áp lớn này. Đó, muốn đầu bếp sắt gắn trên máy thì lúc mà anh chị di chuyển á, thì con này nó tiện lợi vô cùng nha. Đó, xịt chuồng trại chăn nuôi các kiểu á thì mình sắm con này nó ok cực kỳ luôn. Đó, thì hôm nay bảo giới thiệu một dàn máy rửa xe. Anh chị nào mà có nhu cầu mua một con máy nào á thì có thể liên hệ cho cửa hàng bên cửa hàng của bảo nha. Đó, giá khá là tốt và được chương trình ưu đãi như thế này thì anh chị nắm bắt cơ hội. Nếu mình cần á, xài Tết, cũng sắp Tết rồi thì anh chị đặt mua thôi, giá thì từ 1.1 triệu đến là 5.800.000. À, con máy này hồi nãy quên báo giá, con này là 5.800.000 nha, con cuối cùng á là 5.800.000. Thôi anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ đặt hàng cho cái cửa hàng Bảo nha. Đó, tối rồi ngày hôm nay thì Bảo biết sale máy rửa xe, hơn chục mẫu máy rửa xe cho quý anh chị chọn lựa. Thì anh chị nào thích mẫu nào thì liên hệ cho cửa hàng Bảo ngay. Rồi xem xong thì nhớ cho Bảo một like, một đăng ký kênh. Rồi Bảo xin kết thúc video tối hôm nay review Bixel máy rửa xe nha. Rồi Bảo chúc sức khỏe anh chị luôn. Rồi Bảo xin chào tạm biệt.